Xin chào tất cả mọi người. Nếu mà tất cả các bác muốn tìm những cái dòng điện thoại mà giá rẻ mà không cọc chính hãng thì các bác có thể tham khảo bên em ở đây. Đầu tiên bên em bán cho tất cả các bác là từ 1 triệu đến 10 triệu, không cần cọc một xu và không cần cọc một đồng nào. Chúng ta thoải mái kiểm tra hàng, test hàng rồi thanh toán tiền các bác nhá. Bên em có từ Oppo, Redmi, Samsung, iPhone, Vivo. Nói chung là tất cả các mặt hàng trên thị trường có là bên em đều có. Có từ 1 triệu đến 10 triệu nha các bác nhá. Đấy, tất cả các sản phẩm bên em là cam kết là hàng chính hãng, chế độ bảo hành bên em là 30 ngày, nếu không may các bác dùng lỗi, em sẽ hỗ trợ các bác một đổi một tại nhà và bảo hành phần cứng toàn bộ máy cho tất cả các bác 1 năm. Còn bây giờ em sẽ quay chi tiết ở trên cái bàn màu trắng này để cho tất cả các bác xem và ưng được cái nào thì chúng ta có thể nhấc máy và gọi trực tiếp số điện thoại mà em để trên màn hình. Đây là một chiếc điện thoại Oppo A3s mới 100%, ship toàn quốc, không cần cọc, em kèm cho tất cả các bác từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. 1.450.000, đây là một chiếc điện thoại RAM cao, bộ nhớ cao nha các bác nha, bản cao nhất rồi. Oppo A3s RAM 6 128GB, pin 4500, màn hình 6,45 inch. Em có 3 màu, màu xanh trên tay em và màu đỏ và màu hồng và màu đen nữa. Đấy, em có 3 màu. Đấy, con này là RAM 6 này, 128GB này, máy 2 SIM 2 sóng phù hợp cho người già, trung niên, trẻ con hoặc là chúng ta làm máy phụ đều ok nhá. Bởi vì nó là RAM 6 128GB cơ. Đấy, thứ nhất là chúng ta bỏ ra số tiền nó chỉ có 1.450.000 thôi, cũng không quá nhiều. Mà chúng ta cũng nhận được một chiếc điện thoại sử dụng RAM cao, bộ nhớ cao như vậy là khá là ok. RAM 6 128GB, em đã bán cho các bác không cọc, kiểm hàng rồi thanh toán thì các bác yên tâm. Chúng ta cứ nhận, nếu mà em quảng cáo sai với cái sản phẩm của em thì các bác không nên nhận các bác nhá, để tránh cái trường hợp chúng ta bị mất tiền mà không nhận được đúng cái sản phẩm. Còn tiếp theo, đây mới là một cái sản phẩm tiền ít thịt nhiều. Con này nó là RAM của nó là RAM 8 256GB, mới 100%, nguyên hộp, full hộp, đầy đủ phụ kiện, kèm ốp, kèm sạc và kèm tai nghe. Đây là một chiếc điện thoại F9 Pro, RAM 8 256GB, pin 4500, màn hình 6,5 inch. F9 Pro nha. Đây mới là một chiếc điện thoại chúng ta đáng quan tâm và chúng ta đáng nghiên cứu nhất. Bởi vì cái con này ấy, em nói cho các bác nha, thứ nhất là nó RAM cao, bộ nhớ cao. Đấy. Tuy nhiên thì để mà nói tốt, cực kỳ tốt thì nó chưa gọi là tốt đâu. Nhưng mà nếu mà để tốt thì mười mấy 20 triệu nó mới là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái khoản tiền tầm này thì chúng ta cũng có thể nghiên cứu cái sản phẩm này. Đấy. Đây là một chiếc điện thoại Oppo F9 RAM 8 và 256GB. Đây là F9 Pro nha các bác nha. Các bác nhìn bên ngoài nó xước nhưng mà không phải đâu. Đây là em bóc cho các bác xem này. Đây là một cái lớp giấy bóng thôi. Còn nếu mà chúng ta bóc ra ấy, nó mới 100%, mới bóng luôn cả mặt trước mặt sau. Đấy. Em đã báo cho tất cả các bác rồi, không cọc, kiểm hàng, thanh toán thì những cái lời quảng cáo của em nó phải đúng với cái sản phẩm này. Nếu mà em quảng cáo sai thì chắc chắn là cái sản phẩm của em nó không bán được, đúng không ạ? Còn tiếp theo là một chiếc điện thoại giá cực rẻ nữa, Redmi C2, chỉ có 1.250.000. RAM 2 và 32GB, con này dùng để nghe gọi xem phim, ví dụ như TikTok, Zalo, Facebook, Otobi là được. Đấy, nếu mà để chơi game thì không được, bởi vì chúng ta chỉ bỏ ra có 1.250.000 mà nhận được một chiếc điện thoại đầy đủ phụ kiện, ốp sạc tai nghe, không một viên xương nha, mới nha. Con này là pin 4250, gọi là pin 4000 đi. Đấy, RAM 3 và 32GB nha các bác nha, 2 SIM 2 sóng. Thay máy bàn phím, thay máy 2G 3G là khá là ok. Đấy, 1.250.000 không cọc, đầu tiên có ốp, có sạc, có tai nghe, chơi được Facebook này, Zalo, TikTok này, và Otobi này, nói chung là tất cả các cái đồ chơi mạng xã hội đều được nhá. Redmi C2 nha các bác nhá, đầy đủ phụ kiện, ốp, sạc và tai nghe, miễn ship, không cần cọc, kiểm hàng, thanh toán, nói sai không được nhận nha các bác nhá. Còn tiếp theo, đây mới là một chiếc điện thoại tiền ít thịt nhiều mà chúng ta đáng quan tâm nhất. Đây là một chiếc điện thoại Oppo A31. Đầu tiên là nó là mới, đã mới thì nó sẽ không xước rồi, đúng không? Nếu mà em quảng cáo mới mà nhận hàng nó mà xước bóp méo làm sao các bác nhận, đúng không? Oppo A31 mới nha, có màu xanh, màu đỏ và màu đen như trong hình bên em ở đây. Em bán cho các bác với giá là 2.150.000 thôi. Đây này, em bóc siêu cho các bác xem này, thấy chưa? Đấy, mới bóng cứng luôn. Nó full hộp các bác ạ, à, các bác yên tâm nha, các bác nhận hàng được kiểm hàng thanh toán này, chúng ta không sợ ai lừa ai cả. Em ship toàn quốc, bất cứ ở tỉnh nào, thôn xóm nào, quận huyện nào đều ship được. Con này nó là RAM 8 và con này 256GB các bác nhá. RAM 8 và 256GB, mới 100%, nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện. 2.150.000 Oppo A31.
Đấy, Oppo A31 đây là một chiếc điện thoại chúng ta đáng quan tâm và đáng để ý. À, chúng ta nhìn hình thức nó không được đẹp lắm thôi nhưng mà RAM bộ nhớ nó cực kỳ là cao các bác nhá. Oppo A31 đây này. À, nhiều bác bảo thấy cái đốm đốm này là máy xước máy vỡ, không phải đâu nhá. Tiếp theo nữa là con Oppo A5s mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện như là ốp và sạc và tai nghe. Oppo A5s nha, có màu vàng cát ở trên tay em đây này. Đấy, có người thì gọi là màu đồng, có người thì gọi là màu vàng cát. Theo em nhìn thì nó màu nó bạc bạc thế này gọi là màu vàng cát đi. Đấy, và màu xanh. Con này cũng là bản RAM cao, bộ nhớ cao, RAM 6 này. 128GB này, hai SIM hai sóng này, Oppo A5s. Không biết các bác nhìn qua hình ảnh này các bác có nhìn thấy hay không. Nhưng mà nếu mà các bác không nhìn thấy thông số điện thoại này thì các bác cứ nhớ là đúng những cái lời quảng cáo của em thì các bác nhận, còn không đúng thì đừng có nhận, để tránh cái trường hợp chúng ta bị mất tiền mà không nhận được đúng cái sản phẩm, hoặc là có thể đúng sản phẩm này nhưng mà nó thông số nó không đúng. Đấy, Oppo A5s nha, mới. Đầu tiên chúng ta nói cái câu là mới 100% này. Hai nữa là RAM cao, bộ nhớ cao này, RAM 6 128 này. Ba nữa là đầy đủ phụ kiện này, full hộp này, nguyên hộp này. Đây này, em bóc cho các bác xem này, lớp tem siêu nó bỏ ra nó mới như thế này cơ mà. Đấy. Còn em quay ấy, thì em đây là quay video để bán hàng, chứ không phải em bán qua hình ảnh nhá. Nếu mà hình ảnh thì chúng ta có thể chỉnh sửa hình ảnh đẹp như thế nào cũng được. Còn bên em bán thì bán qua video như thế này, nó là thực tế. Đấy, tuy nhiên mình cũng không biết ăn nói làm sao cho nó hợp lý, nhưng mà mình có như thế nào thì mình nói như vậy. Còn trên tay em đây là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10s. Samsung Galaxy A10s tem siêu còn nguyên nha các bác nhá. Con này giá cực rẻ thôi. Con này cũng là 32GB, phù hợp cho tất cả người trung niên, thanh niên làm máy phụ hay là chúng ta làm để máy nghe gọi, xem phim, lướt ghép Facebook, Zalo, TikTok đều được. Con này nó là RAM 3 và 32GB, pin 4000 các bác nhá, màn hình 6.5. Samsung Galaxy A10s giá 1.500.000, kèm sạc, kèm ốp và kèm tai nghe, không có hộp nha các bác nhá. Đấy, máy là máy 99%, có nghĩa là máy mới luôn đấy. Hộp thì nó rẻ quá em không lấy. Tất cả những cái dòng điện thoại máy tầm 1.500.000 đổ lại là em không lấy hộp. Vì sao? Vì các bác lấy thêm hộp nữa là mất 80.000 nữa thì lấy làm gì? Một ngày em bán vài trăm đơn thì nó là mất vài triệu tiền hộp đấy, không phải ít đâu. Nên là giảm được rất là nhiều, giảm được cho các bạn và giảm được cả tôi. Còn trên tay em đây nữa là một chiếc điện thoại Oppo A32 mới 100% nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện như là ốp và sạc và tai nghe. Em để cho các bác giá cực rẻ rồi. Con này RAM cao, bộ nhớ cao. Con này cũng là một cái phiên bản cao nhất từ trước tới nay rồi. Đấy, con này RAM 8 256GB. Oppo A32 giá chỉ có 2.500.000 thôi. Oppo A32 nha, mới full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện. Đây này, đây là có cái bóng bóng này là lớp giấy bóng ở ngoài. Và các bạn nhìn qua thì cảm thấy nó xước, nó cũ, nhưng mà thực tế ra nó là một chiếc điện thoại mới 100% nguyên hộp, full hộp và đầy đủ hết phụ kiện cho tất cả các bác. Các bác thoải mái kiểm hàng thanh toán nha. Đây này, đây là RAM 8 này và 256GB này. Nếu mà các bác nhìn qua hình ảnh video này mà các bác không nhìn thấy ấy, thông số nó ấy, thì các bác cứ nghe theo lời quảng cáo của em mà các bác nhận. Nếu mà em mà quảng cáo sai với cái sản phẩm thì các bác không nên nhận các bác nhá. Đấy là cái việc mà chúng ta cần thiết quan tâm nhất, bởi vì là chúng ta bỏ ra số tiền khá là lớn. Đấy, Oppo A32 2.500.000, RAM 8 256GB. Chứ không phải bán giày bán dép thì bán kiểu gì cũng được, đúng không? Đấy. Còn tiếp theo, đây là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy M12. Các bạn biết con này không? Những cái dòng M ấy, từ M20 trở lên hay là M12 là những cái sản phẩm khá là chất lượng, rất là đắt tiền, đúng không? Rất đắt đỏ. Đấy, những cái dòng này không bao giờ hề rẻ tiền nha các bác nhá. Các bác chỉ cần nhìn đằng sau này thôi thì các bác cũng đã biết những cái vân và những cái thiết kế của nó rất là đẹp. Đấy, con này nó là 32GB, pin của nó là 5000, màn hình con này 6.5 nha các bác nhá. Đấy, RAM 3 và 32GB, giá em để cho các bác chỉ có 2.500.000. 2.500.000 mà RAM có 32GB thôi, nếu 64GB hay là 128GB nó nhích lên trên 3 triệu. Đấy, 4 triệu, 5 triệu đấy, không phải ít đâu. Đấy, đây này, 32GB này. Em kiểm tra thông số cho các bác đàng hoàng nha. Mới nha các bác nha. Đấy, pin này, kiểm tra thông số pin này. Pin của nó 5000 đấy, đây này. Pin 5000 này, màn hình con này 6.5556 inch ấy, nhưng mà em chỉ đọc quen mồm, em cứ gọi là 0.6.5 thôi nha các bác nhá. Đấy. Samsung Galaxy M12 32GB, pin con này 5000, giá 2.500.000, không cọc, kiểm hàng thanh toán. Nếu mà có một vết xước nào hay là có nứt nẻ, có móp méo các bác không nên nhận nha.
Còn tiếp theo, đây là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A22. Mới 100%, nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện nhé. Có hộp, có sạc, có ốp và có tai nghe. Nói chung là đã gọi là máy mới thì nó sẽ kèm tất cả từ que chọc sim cho đến ốp, đến sạc, đến tai nghe hết. Không thiếu bất cứ một cái gì cả. Đấy. Còn đây này, đây mới là máy mới. Em bóc siêu cho các bác xem này. Đây này. Nếu mà khi người ta nhận hàng hay là khi người ta mang đi bán ấy, ở trong cửa hàng ấy, người ta hay xé cái siêu này ra và người ta trưng bày cho nó đẹp. Nhưng mà em bóc nguyên hộp ra thì nó sẽ có đầy đủ hết như thế này. Đấy. Đây mới là một chiếc điện thoại mới 100% Samsung Galaxy A22. Giá chỉ có 2.950.000, RAM 6 128GB. 128GB mới full hộp mà giá chỉ có 2 triệu bao nhiêu? 2.950.000. 2.950.000 mới 100%, kiểm hàng thanh toán, có hộp, có sạc, có ốp, có tai nghe, không cần cọc. Đấy. Đây này, RAM 6 128GB này. Em nói cho các bác ấy, nếu mà em vừa bảo ấy, nếu mà bán rau, bán giày, bán dép thì người ta đơn người ta chỉ có mấy chục nghìn thì không nói. Mà đơn này pin con này 5.000 cơ. Đấy, pin 5.000 nhá các bác nhá, Samsung Galaxy A22. Bởi vì là những cái số tiền nó khá lớn. Nói tiền triệu thì nó không nhiều đâu, nhưng mà so với những người không có tiền là nó cũng khá là nhiều. Và thứ hai nữa, chúng ta phải biết là mình quảng cáo không đúng thì người ta sẽ không nhận, phải không? Kể cả các bạn cũng thế thôi. Bây giờ chúng ta bỏ ra 3, 4 triệu bạc, 5 triệu bạc, 10 triệu bạc mà chúng ta không kiểm tra kỹ làm sao chúng ta lấy, phải không ạ? Nên là em quảng cáo nó phải đúng. Đấy, chứ mà nếu mà em quảng cáo sai với cái sự thật thì làm sao các bác nhận, phải không ạ? Đây là cái điều rõ ràng rồi. Còn tiếp theo, đây cũng là một chiếc điện thoại tiền ít thịt nhiều. Đấy, chúng ta đáng quan tâm nhất. Đây là một chiếc điện thoại Redmi 7. Redmi 7 nha các bác nhá. Đây gọi là Redmi 7 5G, Redmi 7 5G. Đấy, mới 100% nguyên hộp, full hộp, đầy đủ phụ kiện, kèm ốp, kèm sạc và kèm tai nghe. Con này em để cho các bác giá cực rẻ thôi. RAM 8 256GB, giá chỉ có 3.150.000. Nhận hàng, kiểm hàng, thanh toán. Nếu đọc sai sản phẩm chúng ta không nhận nhá. Đấy, nên là em mới nói cho các bác, lúc nào em cũng nói rồi. Nếu mà chúng ta mua ấy, chúng ta phải kiểm tra rõ ràng, phải nghiên cứu rõ ràng. Cái số tiền này nó không phải là ít, vài triệu bạc nó cũng nửa tháng lương, ít đâu, đúng không? RAM 8 256GB, không cọc, kiểm hàng thanh toán, Redmi 7 5G, giá 3.150.000 nha các bác nha. 3.150.000 mà các bác nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8 256GB là khá là ok đấy các bác ạ. RAM 8 256GB mới 100%, thoải mái, kiểm hàng, test hàng, ok, chúng ta thanh toán nha. Đã gọi là máy mới thì chúng ta không nên hỏi nhiều về cái vấn đề xước hay là móp méo, màn đẹp hay không, màn bị ám hay không, màn như thế nào không, không có đâu các bác nhá. Em quảng cáo mới nó phải mới chứ, quảng cáo mới mà nhận máy cũ để làm gì ai nhận, phải không ạ? Các bác theo dõi video này thì các bác đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ ngay cho em để cho mọi người cùng tham khảo và mua nhá. Chỉ có bên này bên em mới bán rẻ nhất cho tất cả các bác thôi. Còn tiếp theo trên tay em đây là một chiếc điện thoại Oppo A53s, Oppo A53s nha các bác nha. Có màu xanh trên tay em này, và màu đen này, và có màu cà phê đấy, màu nâu nâu kìa đấy, và là màu cà phê. Con này là mới 100%, RAM con này RAM 8+5, RAM 8+3 thành RAM 11, và con này 256GB, pin con này 5.000, màn hình con này là 6.56 inch. Mới nhá, mới 100%, các bác kiểm hàng thanh toán để cho các bác với giá là 2.750.000. 2.750.000. Đây, RAM 8+3 này, 256GB này, Android 12 chấm này, không biết là các bác có nhìn thấy hay không, nhưng mà em cũng đã cố gắng để zoom cho các bác cho nó rõ ràng rồi. 5G nha các bác nhá, A53s 5G, mới 100%, 2.750.000, không cọc, kiểm hàng thanh toán, nhận hàng, đúng nhận, sai chúng ta cái và không nhận ngay, đúng không? Đấy, em đã bán cho tất cả các bác từ 1 triệu đến 10 triệu, không cọc một xu, không cọc một đồng nào, thì tại sao các bác không mua? Các bác lại đi tin những người mà người ta đăng lên bán hàng tàu, hàng nhái các kiểu rồi các bạn đi mua. Còn tôi bán ở đây vì nó không đóng thuế má gì, nó rẻ hơn là đúng rồi, các bác phải hiểu như vậy. Còn tiếp theo, trên tay em đây là một chiếc điện thoại Oppo F11. Oppo F11 này đáng nhớ và đáng quan tâm, chúng ta nên nghiên cứu. Cầm nhìn nó rất là vuông vắn và nhìn nó rất là đầm tay. Con này em bán cho các bác với giá chỉ có 2.350.000. Nếu mà các bác bảo con này đắt, đúng không, thì em sẽ nói về thông số cho các bác xem nó có đắt hay không nhá. Nếu mà con này nó là 128GB thì nó cũng chỉ đâu đó khoảng 1.6-1.7 triệu.
Còn con này mà 64GB nó chỉ đâu đó khoảng độ giảm xuống nữa. Còn 32GB nó khác. Đây này, con của em nó là RAM 8 256GB các bác ạ. À, nó là 2.350.000, Oppo F11 nhá, 2 SIM 2 sóng, đầy đủ phụ kiện, ốp sạc tai nghe full hộp. Nó gọi là full hộp thì hết rồi, hết hết cái bàn rồi, đúng không? Đấy, còn con này em để cho các bác chỉ có là bao nhiêu? 2.350.000. Cái số tiền nó không phải là khá lớn đâu, tuy nhiên thì em bán cho các bác như thế thì em mới có lời. Đấy, còn ngoài thị trường tôi thấy người ta bán 28, 29 đấy. Tiếp theo là con Oppo A92 mới, full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện như là ốp sạc và tai nghe. Oppo A9 chứ không phải 92 nhá. Oppo A9, xin lỗi, A9 nhá. Con này là mới 100%, full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện. Con này pin 5000, màn hình con này 6.5. RAM con này RAM 8 và con này 256GB nhá. RAM 8 256GB. Đây, RAM 8 256GB này. Đấy, nếu mà các bác không nhìn thấy, các bác cứ nghe đúng cái lời mà em nói ở đây, em quảng cáo để các bác nhận. RAM 8 256GB mới 100% nhá. Oppo A9. A9 mới nhá, nhìn đẹp chưa? Đấy, chỉ có 2.800.000 thôi. 2.800.000 full hộp, full phụ kiện cho tất cả các bác. Oppo A9. RAM 8 256GB mới 100%, full phụ kiện, nguyên hộp, nguyên sạc và tai nghe, tất cả đều đầy đủ, không cần cọc một xu, không cần cọc một đồng nào. Đấy, em nói cho các bác, những cái nơi mà bán nhiều những cái sản phẩm mà chúng ta không tin, chúng ta lại đi tin những cái nơi mà người ta bán cây 1-2 cây để lừa cọc tất cả mọi người, mà các bạn vẫn tin đây, đúng không? Đấy, rồi là chúng ta bảo bị lừa cọc hay là bị lừa thì các bạn này cứ bảo là mua hàng trên mạng bị lừa do các bạn hết, các bạn tin người ta quá thì các bạn này bị thôi. Còn trên tay em đây là một chiếc điện thoại Oppo A92. Hộp nó ở ngay cái chỗ bàn quay này, có chữ Oppo A92 này, mới 100%, pin 5000, màn hình 6.5, con này cũng là RAM 8 cộng 5 hay sao ấy, con này RAM 8 cộng 5, tí mở xem nào. RAM 8 cộng 5 và 256GB, em bán cho các bác với giá 2.900.000, nhưng mà để lại toàn bộ đồng giá với con A9, 2.800.000 thôi. 2.800.000 thôi, con này RAM 8 cộng 5 nhá. Đấy, RAM 8 cộng 5 và 256GB. Oppo A92 mới 100%, full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện. Giá chỉ để cho mọi người chỉ có là 2.800.000. Đấy, 2.800.000 nhá. Không cọc, kiểm hàng thanh toán nên là anh em yên tâm, không sợ ai lừa ai, tôi chỉ sợ các bạn lừa tôi chứ tôi không lừa được các bạn. Nhiều người bảo là sợ tôi lừa các bạn. Thằng này nó lừa đấy, cẩn thận đấy, nhưng mà tôi chỉ sợ các bạn lừa tôi chứ tôi không lừa được các bạn. Bởi vì tôi không cầm của các bạn 1.000 nào, 1 đồng nào và 1 xu nào, đúng không? Nếu mà em mà cầm tiền các bạn thì có thể là tôi lừa các bạn, nhưng mà tôi không cầm của các bạn. Tôi gửi cho các bạn, bạn ưng thì bạn lấy, bạn không thì thôi, có ai cấm các bạn đâu. Đấy không? Còn tiếp theo trên tay em đây là một chiếc điện thoại Oppo A93s. Bên em đang có màu trắng sữa này, và màu xanh này, và màu đen này. Oppo A93s nha, con này ấy, em nói cho các bác, đảm bảo cho tất cả các mọi người là mới 100%, nguyên hộp, full hộp. Giá con này nó cực đắt đấy, nhưng mà bây giờ nó công ty nó giảm giá xuống thôi. Con này RAM 8 256GB, màn hình 6.56 inch nhá. Oppo A93s. Đấy, 5G, giá chỉ có 3.350.000 thôi. Miễn phí ship, kiểm hàng thanh toán, không có cọc một xu nào. Đấy, kiểm tra đúng những cái lời em quảng cáo các bạn nhận, còn không đúng chúng ta không nên nhận, để đảm bảo được cái đồng tiền của các bạn không bị mất tiền và cái sản phẩm của tôi. Không cần cọc, kiểm hàng thanh toán. Đấy các bạn thấy không? Từ 10 triệu các bạn cứ theo dõi đi, bên em không thiếu bất cứ sản phẩm gì. Từ 1 đến 10 triệu không cọc. Đấy, một ngày em bán vài trăm đơn, nếu em nói sai và không bao giờ nó kênh của em nó không đạt được đến mức độ là 3 triệu người xem và 40.000 người đăng ký kênh. Còn tiếp theo nhá, trên tay em ở đây ấy, đây là một chiếc điện thoại Vivo Y11. Mới 100%, full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện, kèm ốp, kèm sạc và kèm tai nghe. Vivo Y11, pin 5000, màn hình 6.5, RAM con này RAM 6 thôi và 128GB, giá cũng chỉ có 1.950.000. 1.950.000 các bác bỏ ra nhận được một chiếc điện thoại mới, và thứ hai nữa là RAM 6 128GB thì nó cũng không phải là quá đắt hay là quá rẻ, nó cũng gọi là bình thường thôi. Đấy, hợp lý rồi các bác, hợp lý thôi.
các bác nhá. RAM con này RAM 6 và 128GB, giá cực rẻ thôi, chỉ có 1.950.000. Đấy, Vivo i11 nha các bác nhá, Vivo i11. Full hộp, full phụ kiện, kèm ốp, kèm sạc và kèm tai nghe, thoải mái kiểm hàng thanh toán, nếu nói sai không nhận nhá. Còn tiếp theo, trên tay em đây là một chiếc điện thoại Vivo i17. Vivo i17 nó nhìn giống i11 nhưng mà mắt cam của nó 3 mắt nhá. Tất cả các bác nhìn đằng sau nó có ông ánh hoặc là nó xước xước đốm đốm. Đây là một cái lớp giấy bóng thôi. Vivo i17, các bạn biết con này em bán bao nhiêu? Giá như giá lợn chết. Con này chỉ có là 2.250.000. Vivo i17 full hộp, full phụ kiện, kèm ốp, kèm sạc và kèm tai nghe. Đây này, RAM 8 và con này 256GB nhá. Vivo i17 nhá các bác nhá. Vivo i17. Đấy. Vivo i17. RAM của nó là RAM 8 256GB thôi. Giá chỉ có 2.250.000 thôi. Đấy, 2.250.000. Miễn phí ship. Đây em bóc cho các bác xem này. Đấy, mới cứng phải không? Mới 100%. Nếu mà em nói sai thì các bác không nên nhận, bởi vì các bác bỏ tiền ra các bác phải được kiểm hàng thanh toán. Đúng thì chúng ta nhận, không đúng thì thôi, đúng không ạ? Vivo i17 pin 5000 con này RAM 8 256GB là quá đẹp rồi các bác ạ. Tiếp theo là con Vivo i19. Vivo i19. Vivo i19, cái hộp nó ở ngay trước mắt của chúng ta có chữ Vivo i19 pin 5000 kìa. Đấy, màn hình 6.5 nha, mới 100%. Con này thì nó có hai bản, bản 128GB là 2.250.000 bằng con i17. Còn bản 256GB thì là 2.450.000. Đó, chênh lệch 200.000 thôi. 128GB là 2.250.000, còn 256GB thì là 2.450.000 nha các bác nhá. Vivo i19 mới 100%, nguyên hộp, full hộp và đầy đủ hết phụ kiện, kèm ốp, kèm sạc và kèm tai nghe. Đấy, kèm ốp, kèm sạc và kèm tai nghe. Chế độ bảo hành bên em là đúng 30 ngày tất cả các mặt hàng, từ đầu video đến cuối video. Nếu mà nó có bị lỗi ở đâu thì em sẽ hỗ trợ các bác một đổi một tại nhà, có nhân viên đến tận nhà các bác đổi luôn. Đấy, Vivo i19 này có hai bản nha, 128GB là 2.250.000, còn 256GB là 2.450.000. Đấy, hôm nay hơi ốm một tí nên là nó cứ ho khò khè một tí, thông cảm các bác ạ. Tiếp theo là một chiếc điện thoại mới về được 2-3 ngày thôi. À, có nghĩa là có lâu rồi nhưng mà mình mới nhập về được mấy ngày. Con này là Vivo i50. Đấy, Vivo i50 nhá. Con này là đời cao, không phải đời thấp đâu. Đấy, con này là Vivo i50. Con này giá bao nhiêu? Có 2.750.000. Nhưng con này nó là RAM 8 và 128GB thôi. RAM 8 128GB, full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện nhá. Kèm ốp, kèm sạc và kèm tai nghe. Đấy, Vivo i50. Đấy, cái hộp nó ở ngay cái góc, chúng ta nhìn thấy cái chữ 50 kìa. Đấy, Vivo i50 giá này là quá đẹp rồi các bác ạ. Chỉ có 2.750.000 mà nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8 và 128GB, pin 5000, màn hình con này 6.5 nhá. Mới 100% các bác nhá. Mới 100%, nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện. Đây này, RAM 8 và 128GB này. Đấy, Vivo i50 2.750.000. 2.750.000 mà bỏ ra bằng này tiền nhận được một chiếc điện thoại mới như thế này là khá là ok rồi. Đây này, em bóc cho các bác xem này. Đấy, nhiều bác cứ nhìn qua hình ảnh thì bảo là video thì bảo nó xấu hoặc là nó bẩn hay là như thế nào, bởi vì em bán theo số lượng vài nghìn cây nên là để mà làm mà vệ sinh được như ở thế giới di động thì không thể được, đúng không? Nó có cái dấu vân tay các kiểu bẩn bẩn một tí là chuyện bình thường, bởi vì là bên em bán theo tổng kho chứ không phải bán theo kiểu là mà trưng bày kia để ăn rồi thì thuê nhân viên để chùi để bán để câu các bác đâu, không có đâu nha. Vivo i50 giá 2.750.000. Tiếp theo, nếu mà các bác muốn tìm một số cái dòng sản phẩm tiền ít thịt nhiều, RAM cao, dung lượng cao, pin châu thì chúng ta có thể nghiên cứu cái sản phẩm này. Đây là một chiếc điện thoại Vivo i55s. Vivo i55s con này tại sao, nó ở đâu, nó như thế nào thì các bác có thể theo dõi nha. Đây là con này là pin của nó là 6000, màn hình của nó này là 6.6 và con này là 256GB cơ. Đấy, RAM của nó RAM 8 cộng 4 thành RAM 12. Đây này,
RAM 8 cộng 4 này, em cho các bác rõ ràng này, RAM 8 cộng 4 này, Vivo i55s nhá, RAM 8 cộng 4 và con này là 256GB này, pin của nó 6000 đây này. Đấy. Như thế là đủ cho chúng ta dùng chưa? Giá chỉ có là bao nhiêu? Có 3.7 triệu thôi. 3.700.000 không cọc, kiểm hàng thanh toán, em quảng cáo sai chúng ta không nhận nha các bác nhá. Bên em bán theo số lượng chứ không phải bán cây một hoặc là hai cây rồi là lừa cọc tất cả mọi người, nên là các bạn cực kỳ là đảm bảo và yên tâm nhất rồi. Đấy, nên là chúng ta không lo ai lừa ai được, tôi chỉ sợ các bạn lừa tôi chứ tôi không lừa được các bạn. Vivo i55s. Còn tiếp theo thì là trên tay em cũng là một cái sản phẩm mà chúng ta cần đáng nhớ và nghiên cứu. Nếu mà các bạn mua để dùng hay là để chơi game hay là để làm gì thì các bạn có thể tham khảo con này nha các bác nhá. Đây là một chiếc điện thoại Tecno Pova Neo 3. Con này là pin 7000, màn hình 6.82. Con này mà sử dụng chơi game hoặc là chúng ta mang đi dùng để làm gì ấy, hay đi chơi xa xa hay là không có thời gian ấy, là dùng cái này là khá là ok nhá. Con này ấy, con này cực đẹp, nhìn hình thức cũng rất là đẹp và mẫu mã cực tốt. Nó đã sản xuất ra để chơi game thì nó phải mượt rồi các bác ạ nhá. Các bác chỉ cần mở màn hình ra cái nó có hình game ở đây, thấy chưa? Đấy. Đây là một chiếc điện thoại Tecno Pova Neo 3, Android của nó là 13 chấm. Android con này 13 chấm nha các bác nhá. Pin con này là 7000, đây này. Android 13 chấm và con này pin 7000 và RAM của nó RAM 8 cộng 8 thành 16 và 128GB. Đấy gọi là RAM 8 thôi, bởi vì nó RAM cộng kia nó cũng gọi là một cái RAM hỗ trợ thôi. Đấy. Pin của nó 7000 là cái hãng cao nhất rồi. Em bán cho các bác giá chỉ có 4.500.000. Nhiều người bảo là tôi bán đắt, nhiều người bảo tôi bán rẻ, đúng không? Đấy, nên là trên thị trường là trăm người bán vạn người mua, hơn thua nhau nó ở chất lượng. Nếu các bác cảm thấy mà tôi bán đắt thì các bác không nên mua, bởi vì em bán số lượng nhiều như thế này mà các bác bảo em bán đắt thì chịu. Đấy, thì các bác bảo là em bán đắt là em chịu. Đấy. Tất nhiên em bán em cũng phải được lời lãi thì em mới bán, chứ còn không có lời lãi gì thì chắc chắn em sẽ không bán. Em nói thật cho các bác ấy, không có lời lãi chả có ai bán đâu. Trăm người bán vạn người mua, hơn thua nhau nó ở chất lượng. Nếu mà chúng ta muốn tìm một số cái sản phẩm chất lượng tốt mà giá rẻ thì chắc chắn là không có, còn vừa rẻ vừa tốt cũng không có. Nếu mà các bạn muốn mua một số cái sản phẩm mà tốt thì chúng ta đừng có nghiêng về giá của nó. Chúng ta bỏ ra bao nhiêu tiền thì chúng ta nhận được một cái sản phẩm bấy nhiêu thôi. Còn em nói cho các bác ở đây này, em một ngày ấy, em mà quảng cáo sai cái sản phẩm của em, giá của em không tốt, sản phẩm của em không đúng với lời quảng cáo ấy, thì kênh của em nó không đạt được là bao nhiêu? 3 triệu người xem và 40.000 người đăng ký kênh. Và các bác theo dõi xem, một ngày em bán đây này, em nói cho các bác nhé, em cũng đã vừa quay cho các bác xem kỹ rồi, đúng không? 500 đơn, 600 đơn một ngày mà không có một đơn nào là dưới 1 triệu, mà toàn trên 1 triệu 300.000 trở lên, 1 triệu 300.000 trở lên. Đấy, uy tín nó ở điểm nào? Nó là ở điểm này. Ở đây mà các bạn không nghiên cứu và mua sắm thì các bạn cứ đi nghe người ta rồi người ta lừa cho các bạn, là các bạn lại bảo là mua hàng trên mạng toàn bị lừa. Những cái điểm mà uy tín, đảm bảo và số lượng nhiều người mua, bao nhiêu người, hàng triệu người xem thì các bạn lại không tin. Các bạn đi tin những cái người mà người ta chụp qua hình ảnh ấy, mà người ta chỉnh sửa hình ảnh rồi người ta đăng bán cho các bác, mà các bác vẫn đi tin, mà các bác vẫn đi mua. Đấy, còn tôi bán ở đây tôi bán bằng thật, mà tôi quay video bằng thật. Tuy nhiên những cái cách quảng cáo của tôi nó không được giỏi. Đấy, nên là nó không biết ăn nói nhiều hơn thì chắc chắn là nó sẽ khó, đúng không? Khó hiểu và các bạn sẽ khó có thể là tin tưởng. Đấy. Nhưng mà để một mình em nói cho tất cả mọi mạng xã hội này tin em thì chắc chắn là khó. Còn ai tin em thì mua, mà không tin thì cũng thông cảm thôi. Mình cũng không biết là đi đâu mà lôi các bạn vào mua. Còn tiếp theo, trên tay em đây là một chiếc điện thoại bao nhiêu ạ? Vivo V15. Con này giá nó cực đắt, tuy nhiên hiện tại giá nó giảm tụt quần. Con này nó có cái tính năng đặc biệt là nó là cam thụt thỏ, và con này nó RAM 8 256GB. Đấy, các bác nhìn thấy nó sần sùi ở đằng sau này, nó chỉ là lớp giấy bóng thôi. Em bóc cho các bác coi này, bên trong này. Đấy. Em bóc cho các bác coi bên trong nhá. Con này đây này. Đấy, nó mới như thế này cơ. Con này RAM 8 này và con này 256GB.
Con này RAM 8 và 256 GB, nó lại là máy mới nữa cơ. Cam nó thụt lên này, thụt xuống này, các bác nhìn thấy không? Đấy, cam này cam thụt thò nhá. Đấy, các bác nhìn này, các bác biết được là nó như thế nào rồi. Đấy. Tầm giá này chỉ có 2.950.000 nhận ngay một chiếc điện thoại Vivo V15 cam thụt thò mới, full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện, màn hình 6.5, con này RAM của nó RAM 8 và 256 GB là quá hợp lý giá. Không còn cái gì mà phải nghĩ cả. Đấy, chụp hình thì chúng ta chụp bằng vân tay cũng được. Đấy, chụp đằng sau ấy. Đấy, cũng khá là ok đấy các bạn. Nói chung là trước kia mà nhìn và dùng được con này là khá là ok rồi, còn bây giờ nó nhiều quá nên cảm thấy nó vậy thôi. Còn tiếp theo, đây là một chiếc điện thoại Oppo A16. Oppo A16 nha các bác nhá. Con này rẻ thôi. Nó rất là đẹp. Đấy, bởi vì sản xuất ra nó không bao giờ hết mốt được. Con này sẵn. À xin lỗi, con này là Oppo A16. Con này chỉ có 2.300.000 thôi. Miễn phí ship, kiểm hàng, thanh toán, mà nó lại là máy mới, full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện nữa cơ. Đấy. Full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện. Con này em để cho các bác với giá là bao nhiêu? 2.300.000, RAM 6 và 128 GB, full phụ kiện, full hộp, nguyên hộp. Rẻ không? Sợ rẻ quá thì hôm nào tăng giá các bác nhá. Em bán vài nghìn cây, số lượng rất nhiều. Có từ Oppo, Redmi, Samsung, iPhone, Vivo, nói chung là em bán khá nhiều máy tính, bảng, laptop có hết. Nên là các bạn này cứ bảo là mình lừa, tôi chỉ sợ các bạn lừa thôi. Đấy, nếu mà tôi bán cho các bạn không cọc, kiểm hàng, thanh toán thì các bạn không mua, các bạn không nên đặt. Nếu mà các bạn đặt ấy, thì không phải là ảnh hưởng tôi hay là các bạn ghét tôi mà đặt đi để bom hàng tôi. Các bạn không trả lấy được cái gì, nhưng mà một mình bạn sẽ làm không biết ảnh hưởng bao nhiêu người shipper. Đấy, mấy chục người cầm cái đơn hàng của tôi mới đến tay các bạn, nhưng mà trong khi bạn chỉ là làm trò đùa thôi, nên là bạn không nên làm nhá. À, nếu mà làm rơi mất vỡ các thứ là các người ta phải đền chứ đâu tôi phải đền đâu, phải không ạ? Còn trên tay em đây là một chiếc điện thoại Oppo A15s. Oppo A15s con này ấy mới 100%, full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện, từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Con này em bán giá cho các bác chỉ có cực rẻ thôi. Đấy. Con này là bản 256 GB là 2.500.000, còn bản 128 GB thì là 2.300.000. Đấy. Oppo A15s giá như thế là quá đẹp không? Quá đẹp long lanh rồi, đúng không? Em nói thật cho các bác ấy, số lượng người bán và số lượng người xem, các bạn thấy không? Có ai bán như tôi không? 3-4 triệu người xem và 4-50.000 người đăng ký kênh. Đấy, không phải là ít đâu, cái số lượng này khá là nhiều. Tuy nhiên là để một mình thuyết phục được tất cả mọi người tin mình là rất là khó, còn ai tin có thể mua ủng hộ. Còn tiếp theo, trên tay em đây là một chiếc điện thoại Oppo A53 5G. Đấy, A53 5G, các bác đi tham khảo hết đi, nếu cảm thấy có chỗ nào bán rẻ hơn thì các bác có thể mua, còn bên tôi thì phải bán cái giá này là rẻ nhất thị trường. Bởi vì đăng lên bán toàn quốc chứ đâu có phải là một mình bán hai người với nhau mình lừa nhau được đâu, đúng không? Đây này. À, con này là Oppo A73 nhá, mới 100%. Pin 5000, màn hình 6.5, RAM con này RAM 8 cộng 5 thành RAM 13 và con này 256 GB nhá. Chỉ để các bác với giá 2.650.000 thôi. Rẻ không? Quá rẻ, đúng không? So với thị trường rẻ gần 2 triệu. Đấy, đây là em nói thật luôn. Tất cả những sản phẩm em cam kết là hàng chính hãng từ đầu video đến cuối video. Nếu các bạn kiểm tra không đúng không nhận. Đấy, chúng ta không đúng chúng ta nhận thì làm gì? Đấy, chúng ta mất tiền để làm gì? Chúng ta không nên nhận nha các bác nhá. Đây là em nói thật luôn, đây này, RAM 8 cộng 5 này và con này 256 GB, mới 100%, nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện, để cho các bác chỉ có 2.650.000 miễn phí chip, kiểm hàng, thanh toán, không cọc một xu, không cần cọc một đồng nào. Đấy, nên là các bạn yên tâm, không sợ ai lừa ai cả. A73 5G nha, 256 GB, giá 2.650.000. Tiếp theo là con Oppo A74, cũng là một chiếc điện thoại chúng ta đáng quan tâm và đáng nhớ nhất. Bởi vì cái con này em bán cho các bác giá là bao nhiêu? 3.150.000 nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8 cộng 5 thành RAM 13 và con này 256 GB. Oppo A74 ấy, các bác cứ đi nghiên cứu thị trường đi, đi hỏi hết đi. Đấy, rồi hỏi tôi sau. Con này em bán cho các bác với giá chỉ có là 3.150.000, RAM 8 cộng 5 thành RAM 13 và 256 GB, mới, full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện nhá. Oppo A74 đây này, em quay thông số cho các bác xem này. Android của nó là 12 chấm trở lên. Đấy, trăm người bán vạn người mua, mỗi người bán một cái sản phẩm, mỗi người bán một cái sản phẩm khác nhau, với lại mỗi người có một cái giá khác nhau. Đấy,
Cái này em bán cho các bác, nhiều người bảo là tôi bán đắt quá cũng sợ, mà tôi bán rẻ quá cũng lo. Nên là em nói cho thật sự cho các bác, em không cọc kiểm hàng thanh toán các bạn không sợ rồi, là cái điểm đầu tiên. Thứ hai nữa, trên thị trường người ta có hàng tàu, hàng nhái, hàng độ vỏ, hàng sách tay, hàng lỗi kỹ thuật, người ta bán rất là nhiều. Trên Shopee, Lazada người ta bán rất là nhiều. Đấy, có hôm nay có một người cũng bảo là tại sao thế, trên mạng người ta bán 1,2 triệu mà sao tôi bán 3 triệu mấy. Ừ thì các bạn cứ đi mua trên mạng đấy đi, trên cái Lazada đấy mà mua nhá. Đấy, iPhone 15 Pro Max người ta bán bây giờ có 1,5 triệu cho đến 2 triệu. Đấy các bạn đi mà mua. Còn ở ngoài thị trường người ta bán 40-50 triệu ấy. Nói thật ra thì nói thì hơi khó nghe, nhưng mà thực ra ấy, nó là thế thật. Nói để cho người ta tin mình cực kỳ là khó. Ai tin thì mua ủng hộ, không tin thì thôi các bạn nhá. Còn tiếp theo trên tay em ở đây, đây này. Đây là một chiếc điện thoại Oppo A76. Oppo A76. Em bán cho các bác chỉ có giá có 3 triệu thôi. Đấy, rẻ quá các bạn sợ đúng không? Trên thị trường người ta bán 6 triệu cơ. Đấy, nhưng mà nếu mà tôi mà bán cho các bác có thuế, có hóa đơn chứng từ nó cũng phải trên 5 triệu. Đúng không? Nên là các bạn phải hiểu vấn đề đấy. Nhiều người chả biết thuế má là gì thôi, cũng nói cũng chỉ có vô tác dụng thôi. RAM 8 thì con này 128GB nhá. A76 RAM 8 128GB. Đấy, mới 100%. Nguyên hộp, full hộp, đầy đủ phụ kiện, kiểm tra thoải mái rồi thanh toán tiền, không có cọc cạch một xu nào cả. Đấy. Số lượng bán vài nghìn cây chứ không phải bán cây 1-2 cây rồi lừa cọc, nên anh em yên tâm. Tôi bán ở đây chỉ có một mình tôi là bán nhiều cái sản phẩm nhất và bán rẻ nhất trên thị trường. Oppo A76 128GB RAM 8, màn hình 6.7, pin 5000, giá cho các bác chỉ có 3 triệu đồng thôi. 3 triệu mà các bác không nhanh tay mà nhấc đi thì chắc chỉ có lên giá là cùng. Tiếp theo là con Oppo A78, cũng là một cái sản phẩm mới 100%, nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện. Con này em để cho các bác giá là bao nhiêu? Oppo A78. A78 em chỉ để cho các bác với giá là 3 triệu 500 nghìn. Đây này. Mới 100% nhá, có màu ở trên tay em đây là nó trắng, không phải trắng mà nó có kiểu màu tím tím một tí cơ. Nhìn ông anh nó tím tím một tí, và màu xanh và màu đen. Con này cũng là màn hình 6.7, RAM 8.4 thì RAM 12, và con này 256GB Android, nó cũng là hệ Android 12 thôi. Đấy. 5G rồi, tầm này nó là 5G hết rồi. A78 các bác có thấy ai bán rẻ như tôi không? Đấy, A78 5G giá chỉ có là 3 triệu 500 nghìn. Không cọc kiểm hàng thanh toán nha các bác nha, không cọc kiểm hàng thanh toán nha. Nói chung là tiền nào của nấy thôi, chứ nếu mà chúng ta bảo hơn 3 triệu bằng mà nó cực tốt thì chúng ta cũng không phải là tốt đâu. Nếu mà để tốt thì nó phải mua tầm khoảng 15 triệu trở lên mới là tốt. Đấy, còn tầm này thì gọi là nghe gọi được, dùng được, xem phim lướt ghép, chơi game nhẹ nhàng được. Đấy. Còn tiếp theo nữa, đây là một chiếc điện thoại Oppo A56 mới 100%, nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện. Con này em bán cho các bác giá cực rẻ, chỉ có là 2.750.000. Còn lâu các bác mới tìm ở đâu ra được một chiếc điện thoại Oppo A56 5G mà RAM 8+3 thành RAM 11 và con này 256GB. Làm gì có chỗ nào bán 2.750.000 cho các bác. Đấy. Xã hội thì nhiều người cạnh tranh nhau, đá nhau, nhưng mà thực tế ra ấy, những cái người đá nhau, người ta phá đá mình đó là những cái thằng mà không có tiền đâu. Chỉ có một người hoặc là hai người chuyên chửi mình thôi. Tôi cũng thấy có một số bảo thằng này nó lừa đấy. Đấy, yên tâm các bạn, yên tâm đi, tôi không cầm của các anh một xu thì tôi không lừa các bạn một đồng nhá. Tôi chỉ lo là các bạn lừa tôi, nhưng mà tôi mới nói cái câu là các bạn không mua các bạn không nên đặt. Tôi đã không cọc và tôi đã uy tín như vậy rồi. Tôi gửi đi mà các bạn không nhận thì là ảnh hưởng đến người shipper đấy. Bây giờ mùa mưa bão như thế này mà gửi đi mà bị làm rơi vỡ hay là làm ngập nước các thứ này, người giao hàng phải đền chứ tôi đâu có mất gì đâu. Bởi vì tôi đóng bảo hiểm hết mà, đúng không? Oppo A56 RAM 8+3 thì RAM 11, 256GB, giá chỉ có 2.750.000, full hộp, full phụ kiện. Đấy, có ốp, có sạc, có tai nghe, các bạn không lo vấn đề về cái vấn đề đó. Đấy, tôi khắc ca gửi cho các bác đúng 100% được kiểm hàng thanh toán. Bởi vì tôi phải bán rẻ hơn cho so với tất cả mọi người ở ngoài. Vì tại sao? Tôi mà bán đắt bằng những cái anh em ở ngoài gần nhà bạn thì chắc chắn bạn sẽ không mua. Đấy, bạn phải đi mua với người ở gần nhà cho nó nhanh. Mua với tôi thì các bạn còn phải đợi 4-5 ngày các bạn mới nhận được máy, phải không ạ? Đấy. Còn tiếp theo là con Oppo A57. Có màu vàng, màu xanh, màu đen. Con này là máy hình chữ nhật. Tất cả các góc đều là vuông hết. Nhưng mà em bán giá cũng cực rẻ thôi. Con này nó có hai bản nhá. 128GB thì là 2.500.000, 256GB thì là 2.800.000.
Đấy, có hai bản khác nhau. Đấy, máy thì như nhau thôi, nó chỉ gọi là bộ nhớ của nó khác nhau thôi. 128GB thì là 2.500, 256GB là 2.800. Đấy, để cho các bác giá cực đẹp, pin 5000, màn hình 6,6 inch. Đấy, con này ấy, RAM của nó là con này là 256GB. Đấy, như con này là 256GB là 2.800. Oppo A57 full hộp, nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện, bán cho tất cả các bác, kèm tất cả các link phụ kiện cho các bác, không cần cọc một xu nào. Em bán từ 10 triệu không còn cọc. Đấy, tầm 10 triệu bạc mà tôi chả lo các bạn là ăn cắp ăn trộm của tôi hay là bom hàng, tôi chả sợ đâu. Tôi chuyển cho ông A này không lấy ấy, bạn không nhận đấy, tôi bấm bàn phím ở đây, có ông nào cũng mua cái dòng điện thoại đấy, tôi chuyển tiếp đi, chả mất đồng nào. Thì tội nhất là những cái người giao hàng ấy, sợ người ta chưa đến tay các bạn mà làm rơi ấy, mới là những cái người khổ nhất. Rất là nhiều người đền rồi gì nữa, gửi đi không đến tay các bạn, cho nó là hay là bị tráo đổi, hay là bị rơi vỡ, hay là bị ăn cắp ăn trộm, bị cướp các thứ thì họ bị người giao hàng đền chứ ai đền đâu. Còn đây là một chiếc điện thoại Redmi A3. Đây là một chiếc điện thoại đáng quan tâm và đáng nghiên cứu, đáng nhớ nhất. Nó là cấu hình cao, RAM cao, bộ nhớ cao. Tuy nhiên thì nó làm cái mắt của nó là cái camera nó to quá, nên là rất là nhiều người chê. Thì giá nó cực rẻ thôi. Nếu so con này ấy, cấu hình nó phải hơn con A78. Đấy, con này em bán chỉ có 3 triệu thôi. Đấy, đúng ra của nó là 3.500.000. Ngoài thị trường người ta bán hơn 4 triệu. Em để cho các bác 3 triệu thôi. Nhìn cái mắt nó hơi xấu, thật sự ấy. Nhưng mà dùng người già, người lớn tuổi dùng con này là khá là ok đấy. Con này có nó là RAM 8 128GB, pin 5000, màn hình 6,7 đấy các bác ạ. Đấy. Bán cho các bác với giá chỉ có là 3 triệu đồng thôi. 3 triệu là ok nhất rồi. Các bạn không lo gì là chất lượng hay là như thế nào cả. Qua là cái mắt nó hơi to một tí, nên là nhiều người không thích. Nhiều người thích thì chả mua được. Đấy, nó là như vậy. Còn cấu hình nó rất cao ấy, các bác ạ, yên tâm đi. Còn tiếp theo, trên tay em đây là một chiếc điện thoại mới 100%, nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện như là ốp, sạc và tai nghe. Con này các bác biết em để cho các bác với giá là bao nhiêu không? Con này chỉ có là 5.500.000. Con này pin 5000, màn hình 6,56 inch. Không cọc một xu, quảng cáo sai chúng ta không nhận, bởi vì đây là một cái sản phẩm lớn tiền. Nó như là một chiếc xe máy rồi, không phải đùa đâu. Đấy, nhưng mà em bán cho các bác không cọc thì các bác mới mua, chứ mà cọc thì chắc chắn các bác không dám mua con này. Với số tiền nó 5-6 triệu bạc một tháng lương ấy. Đấy, Geno 6 nhá. Thị trường người ta bán tầm 7,5 triệu, nhưng mà tôi chỉ bán cho các bác 5,5 triệu thôi. À, bởi vì bán online nó chỉ thế thôi. Đấy, kiểm hàng thanh toán. Pin con này 5000, màn hình con này 6,5, RAM con này RAM 12 cộng 5 thành RAM 17. Đấy, đây này, em nó quay rõ chi tiết này. RAM cộng 5 thành RAM 17 và con này 256GB nhá. Để cho mọi người với giá chỉ có 5.500.000, không cần cọc. Những cái dòng này nó 5G hết rồi nha các bác nha. Ai ơi, ốm rồi. Mưa gió. Cản hết tiếng các bác ạ. Đây này. Tầm này các bạn đừng có hỏi là cam nó có nét hay không hay là như thế nào không, thì không có cách nào để trả lời các bác đâu. Đấy. Các bác cảm thấy nó như thế nào thì các bác mua. Con này là Geno 6 nha, Geno 6 5G, mới 100%, 256GB. Còn tiếp theo, trên tay em đây là một chiếc điện thoại iPhone 6S Plus. Cái độ zin của nó đạt được 95 đến 98%. Đấy, 95 đến 98%. Nó cũng có một số nó chấm như kiểu đầu kim ấy, như lông chuột ấy, nhưng mà không đáng kể. Để tìm được một cái sản phẩm zin như thế này là khó. Đầu tiên chúng ta nói về cái bên ngoài vỏ và hình thức, cái độ xước của nó đạt được khoảng 95 đến 98% nha. Còn bên trong chúng ta nói về cái màn hình zin, không bị ám, đây trắng như thế này không bị ám. Tiếp theo là pin con này nó là 100% cơ. Pin con này nó 100%. Và con này nó là 128GB các bác ạ, 128GB. Đấy, bây giờ em nói giá đầu tiên thì các bác lại bảo là mày bán đắt. Nhưng mà để tìm được một cái sản phẩm 128GB iPhone 6S Plus này là khó đấy các bác ạ. Đây, pin của nó 100% này. Không biết các bác có nhìn thấy không, nhưng mà các bác nhận hàng kiểm tra đúng pin 100% và 128GB các bác nhận thôi. Đấy, vân tay đầy đủ. Đó, hoặc là còn vân tay thì độ zin của nó được bao nhiêu thì các bác khác tự nắm. Để mình hô hào ở đây đâu, các bạn có tin tôi đâu. Một mình tôi không bao giờ
nói được tất cả và thuyết phục được mọi người tin tôi được. Đấy, ai tin có thể là cô ủng hộ. Và các bác theo dõi video thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video. 2.200.000 nha, 2.200.000 thôi, 2.200.000 iPhone 6s Plus. Đây này, đây là một chiếc điện thoại Zenno 7 này. Đấy, Zenno 7 5G. Zenno 7 nha các bác nhá. Mới 100% full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện, kèm từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Để cho các bác bao nhiêu? Đây này, em xé cho các bác ra nhá. Cái lớp giấy bóng bên ngoài ấy, bởi vì nó là màu với lại ánh sáng nó cực tốt, nó hơi bị óng ánh và nó bị đốm đốm lên như thế. Các bác bảo là máy xước, không phải. Ê, hay là máy cũ, không phải đâu. Đây là mới, em vừa bóc ra các bác xem này. Đấy, mới 100% ra Zenno 7, màn hình 6.7, RAM con này RAM 8, à xin lỗi, RAM của nó là RAM 12+5, RAM 17 và con này cũng là 256GB. Giá em để cho các bác bao nhiêu ạ? 6.500.000 thôi. Con này thị trường người ta bán 10 triệu đấy, không phải đùa đâu. Đấy, chỉ có 6.500.000 thôi. Nếu mà các bác nhân thuế lên, nhân hóa đơn điện tử lên là nó sẽ bằng cái giá đấy đấy. Nhưng mà em bán thì các bác không cần đâu. Bán chui thì cần gì, đúng không? Đấy, Zenno 7 5G, 256GB, 6.500.000, không cọc, kiểm hàng thanh toán. Đấy, em bán cho các bác đấy 6-7 triệu, không cần cọc đâu mà. Từ 10 triệu không cọc đâu. Mà các bác không tin, các bác cứ sợ tôi lừa. Các bác cứ đi mua lung tung rồi thì nọ nọ kia kia. Đấy, người ta thì chụp hình lên, chỉnh sửa hình ảnh đẹp rồi bán cho các bác, rồi các bác bị lừa, các bác cứ kêu nọ kêu kia. Còn tôi bán trực tiếp như thế này, các bác không tin, chịu, kệ thôi, đúng không? Còn trên tay em đây là một chiếc điện thoại Redmi 12 nhé. Con này pin của nó là 5000, màn hình 6.7, RAM con này RAM 8+2 thành RAM 10. Máy là máy hình chữ nhật góc vuông đẹp như thế này, đẹp. Đấy, nhìn là biết là đẹp hay không rồi. Con này chỉ có 3.7 triệu thôi. Redmi 12 nha các bác nhá. Redmi 12 có 3.700.000 thôi, 3.700.000 mà các bác nhận ngay một chiếc điện thoại mới Redmi 12 như thế này là quá đẹp, quá là ok, không còn chỗ nào phải bàn. Đấy. Nói chung là tiền nào của đấy, triệu nó khác, 2 triệu nó khác, 5 triệu, 10 triệu nó khác, chứ không phải là các bác bỏ ra bao nhiêu? 2 triệu mà nhận được một chiếc điện thoại 20 triệu là không phải xổ số đâu các bác ạ. Đấy, thật sự là như vậy, không có gì là bở như thế mà để cho các bác mua đâu. Redmi 12 giá này thì hình như là không còn có chỗ nào để bán đâu. Em bán cho các bác full hộp mà giá chỉ có là bao nhiêu? 3.700.000. Đấy. Quá đẹp rồi, quá long lanh rồi. Tiếp theo là con Redmi Note 12 nha. Con này là Note 12 nha. Redmi Note 12 em để cho các bác giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 4.100.000. 4.100.000 các bác nhận ngay một chiếc điện thoại Redmi Note 12 mới 100% nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện như là ốp và sạc và tai nghe. Để cho các bác giá 4.100.000, RAM của nó cũng là RAM 8 và cộng 2 thành 256GB. RAM 8 cộng 2 và 256GB, màn hình 6.7 nha các bác nhá. Đấy, giá chỉ có 4.100.000 thôi. 4.100.000 nhận ngay một chiếc điện thoại pin 5.000. Đấy, màn hình của nó 6.7 trở lên đấy các bác ạ. Đấy, em bán cho các bác chỉ có 4.100.000, kiểm hàng thanh toán, không cần cọc một xu, không cần cọc một đồng nào. Đấy, đúng những cái lời quảng cáo, đúng những cái sản phẩm em quay ở đây thì các bác nhận nha các bác nhá. Đấy, các bác theo dõi video thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ ngay video để cho mọi người cùng tham khảo và mua, hoặc là chúng ta có thể tham khảo giá hàng ngày, hoặc chúng ta có thể tham khảo hoặc là chia sẻ cho mọi người. Còn các bác mua rồi thì thôi, mình mua rồi thì mình chia sẻ đi để cho mọi người cùng tham khảo và mua. Ở đây mới là những cái nơi mà chúng ta cần nghiên cứu và mua sắm. Bởi vì bên em bán rất là rẻ tiền và số lượng rất nhiều. Cái loại sản phẩm nào cũng có, từ 1 triệu, 10 triệu, 5 triệu, 7 triệu, 3 triệu, 4 triệu lúc nào cũng có, đúng không? Còn thời lượng video thì hiện tại nó có hạn nên em phải tạm dừng video ở đây. Các bạn theo dõi video thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ ngay video, kết bạn ngay Zalo hoặc là gọi trực tiếp để được chốt đơn các bác nhé. Cảm ơn mọi người đã mất rất là nhiều thời gian, rất 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 nhiều thời gian để quan tâm video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.